cho toàn đổ bê tông hết, mà tối thiểu 3 mét rưỡi, chỗ nào cũng đổ cao to, mà chỉ có mấy cái nhà đổ. Ô tô là có thể tránh nhau, hay đi chiếc của bố là đi là tránh nhau được, mà nhà cửa điện đóm mà nó lại còn được ưu tiên rẻ. Bye.
nhất nó khác nhau thì nó lại nhìn thấy được núi non ấy. Mình ban đêm mình đẹp, đẹp là thứ Hồ Tây nó rộng. Phải có cái view đấy. Cái tầm mắt nó đẹp. Cái tầm mắt nó phóng ra. Mình được vào.